Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với các trận đấu giải bóng chuyền hơi tiền miền Bắc năm 2020. Hôm nay kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn trận bóng chuyền hơi nam diễn ra giữa đội trẻ Hiệp Hòa và câu lạc bộ Trần Quý Kiên Hà Nội. Đội trẻ Hiệp Hòa là đội bên phải phía xa màn hình của chúng ta đang theo dõi. Còn đội Trần Quý Kiên sẽ thi đấu trong trang phục áo màu xanh phía bên trái màn hình. Trọng tài đang cho hai đội thực hiện các thủ tục trước trận đấu. Như vậy là ở set đấu này, đội Hiệp Hòa sẽ là đội được phát bóng trước. Set đấu bắt đầu. Vậy là trong tình huống phát bóng đầu tiên thì trọng tài đã bắt lỗi vị trí của các vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Và trọng tài đang nhắc nhở các vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Điểm đầu tiên cho các vận động viên đội nam trẻ Hiệp Hòa, 1-0. Trần Quý Kiên đập bóng ra ngoài. Điểm cho đội nam trẻ Hiệp Hòa, 2-0. Tình huống thứ 3, vận động viên bên đội Trần Quý Kiên đã đánh bóng không qua lưới. Điểm 3-0 cho đội trẻ Hiệp Hòa. Vậy là lại một lỗi nữa của các vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Trọng tài đã bắt lỗi, đứng sai vị trí. Và điểm thứ 4 cho đội trẻ Hiệp Hòa. Hiệp Hòa đá bóng tốt. Điểm 5-0. Trần Quý Kiên đập bóng không qua lưới. Điểm cho đội nam trẻ Hiệp Hòa, 6-0. Đổi điểm cho đội Trần Quý Kiên, 1-6. Trần Quý Kiên phát bóng ra ngoài. Điểm cho đội nam trẻ Hiệp Hòa, 7-1. Thưa quý vị, ở trên sân lúc này cùng một thời gian, ban tổ chức đang cho 4 sân thi đấu cùng một lúc. Và các đội đang thi đấu ở sân ngoài trời là các vận động viên nam. Phía trong nhà là nội dung bóng chuyền hơi nữ. Bóng trong sân. Điểm cho đội Trần Quý Kiên, 4-7. Nhảy cao đá bóng. Bóng nguy hiểm nhưng vẫn trong cuộc. Rất may cho đội trẻ Hiệp Hòa đã kịp phòng thủ. Tình huống đá bóng thứ hai. Bóng đi cắm và rất khó. Điểm cho đội Trần Quý Kiên, 5-7. Hàng loạt các tình huống nhảy cao của các vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Và cuối cùng thì họ đã dứt điểm thành công.
Ngay sau đó thì đội trẻ Hiệp Hòa cũng đã có pha đập bóng đáp trả điểm cho nam trẻ Hiệp Hòa 8-5. Trọng tài bắt lỗi dính bóng vận động viên bên đội nam trẻ Hiệp Hòa. Đổi điểm cho Trần Quý Kiên 6-8. Trần Quý Kiên vận động viên mang áo số 96 đập bóng ra ngoài. Điểm cho nam trẻ Hiệp Hòa 9-6. Trọng tài yêu cầu vận động viên bên đội Hiệp Hòa phát bóng lại khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài. Tình huống vừa rồi trọng tài đã bắt lỗi vận động viên bên đội Hiệp Hòa. Điểm cho Trần Quý Kiên 7-9. Đập bóng rất tốt nhưng bóng đã chạm tay trắng của vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Và điểm cho Trần Quý Kiên 8-9. Trần Quý Kiên đã dần theo kịp điểm số của đội trẻ Hiệp Hòa. Điểm tiếp theo cho Trần Quý Kiên 9-9. Thưa quý vị, để đón xem các trận đấu tiếp theo của giải, quý vị hãy nhấn ngay nút đăng ký và chuông ở phía góc bên phải dưới màn hình để đón xem khi có video mới được đăng tải. Giải sẽ còn rất nhiều các trận đấu hay và hấp dẫn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Lỗi vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Đổi điểm cho Hiệp Hòa 10-10. Chắn bóng tốt. Điểm cho Hiệp Hòa 11-10. Tình huống nhảy cao đập bóng thành công. Điểm cho Trần Quý Kiên 11-11. Trọng tài bắt lỗi dính bóng của vận động viên bên đội Hiệp Hòa. Và điểm cho đội Trần Quý Kiên 12-11. Trọng tài đang bắt lỗi rất chặt chẽ đối với các vận động viên của hai đội. Trần Quý Kiên đập bóng thành công. Điểm cho Trần Quý Kiên 13-11. Như vậy là bên phía đội Hiệp Hòa xin hội ý lần thứ nhất ở set đấu này. Mặc dù các trận đấu đang diễn ra, nhưng theo chúng ta quan sát thì thời tiết lúc này trời đang có dấu hiệu chuẩn bị mưa. Nếu trời mưa thì có sự ảnh hưởng rất lớn đối với các trận đấu của các đội. Thời gian hội ý đã hết, hai đội trở lại thi đấu. Điểm đang cho Trần Quý Kiên là 13-11. Trần Quý Kiên chắn bóng thành công. Vậy là không phải, trọng tài đã bắt lỗi dính lưới vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Điểm cho Hiệp Hòa. Và điểm tiếp theo cho đội Hiệp Hòa 13-13.
trọng tài mất lỗi rất chặt chẽ. Và điểm thứ 14 cho hiệp hòa. Trần Quý Kiên đập bóng hỏng. Điểm cho hiệp hòa 15-13. Chỉ trong vòng một ít phút ngắn ngủi thôi, nhưng trọng tài đã bắt lỗi tới 5 lần của các vận động viên giữa hai đội. Hiệp hòa vừa có tình huống đập bóng ra ngoài. Điểm cho Trần Quý Kiên 14-15. Một tình huống phát bóng ra ngoài, vận động viên bên đội Trần Quý Kiên. Điểm cho trẻ hiệp hòa 16-14. Hiệp hòa chắn bóng tốt. Điểm cho hiệp hòa 17-14. Hiệp hòa bỏ bóng tốt. Điểm cho hiệp hòa 18-14. Vậy là bên phía đội Trần Quý Kiên xin hội ý. Hai đội trở lại thi đấu. Trọng tài bắt lỗi vận động viên bên phía đội Trần Quý Kiên. Điểm cho hiệp hòa 19-14. Trần Quý Kiên nhảy cao đập bóng tốt, nhưng trọng tài đã xác định bóng ra ngoài. Điểm cho hiệp hòa 20-14. Còn một điểm nữa thôi là đội hiệp hòa sẽ giành chiến thắng ở sách đấu thứ nhất này. Đập bóng. Một tình huống nhảy cao đập bóng rất căng. Bóng chạm tay chắn các vận động viên bên đội Trần Quý Kiên ra ngoài. Vậy là đội hiệp hòa đã giành chiến thắng ở sách đấu này với điểm số là 21-14. Chúng ta sẽ đón xem sách đấu thứ hai ở video sau. Quý vị chúng ta hãy bấm nút đăng ký để đón xem các video mới được đăng tải. Xin kính chào và hẹn gặp lại.